Bắt đầu từ hàng loạt những cái lệnh cấm từ năm ngoái của Mỹ thì chúng ta đã quá quen với việc là Huawei không có Google và những cái hệ lụy khác nữa. Nhưng mà tình hình sắp tới có vẻ sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, bởi vì chính xác nhé, là ngày 15 tháng 9 tới thì nếu còn có công nghệ của Mỹ ở trong bất kỳ một linh kiện nào cung ứng cho Huawei thì nó sẽ đụng tới chính quyền Tổng thống Donald Trump. Và lưu ý rằng mình sẽ lặp đi lặp lại cái con số 15 tháng 9 liên tục trong xuyên suốt video bởi vì nó quan trọng. Và liệu rằng Huawei sẽ rút khỏi thị trường smartphone hay không thì hãy cùng đồng hành với TechMag đến hết video này nhé. Huawei bối cảnh cho ngày 15 tháng 9 năm 2020 định mệnh thắt chặt lệnh cấm. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2020, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố họ sẽ thắt chặt hơn nữa những hạn chế đối với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Mọi đối tác có sử dụng công nghệ xuất xứ từ Mỹ đều sẽ phải xin giấy phép đặc biệt nếu muốn tiếp tục kinh doanh với Huawei. Điều đáng nói, mức độ bao phủ của lệnh cấm này gần như là toàn ngành công nghiệp. Không dừng lại ở đó, thêm 38 công ty con của Huawei tại 21 quốc gia, vùng lãnh thổ được cho vào Entity List, tạm dịch là danh sách thực thể hay danh sách đen. Nâng con số này lên 152 kể từ khi Huawei bị đưa vào danh sách này vào tháng 5 năm 2019. Kể từ đây, gần như mọi công ty sẽ phải xin giấy phép đặc biệt nếu muốn tiếp tục kinh doanh với Huawei sau ngày 15 tháng 9. Huawei, những ngày đen tối trước 15 tháng 9 năm 2020, chế độ tồn tại. Theo báo cáo của Nikkei Asian Review, các nhà cung cấp cho Huawei đang tranh giành để giao các đơn đặt hàng trước khi thời hạn bắt buộc của Hoa Kỳ hết hạn. Huawei hiện đang cố gắng tích trữ các thành phần quan trọng như bộ xử lý di động 5G, Wi-Fi và chip trình điều khiển màn hình từ các công ty như MediaTek, Novatek, RixWave và Realtek. Hai đối tác lớn là Samsung, nhà cung ứng cảm biến camera và tấm nền OLED, SK Hynix, nhà cung ứng chip nhớ, cùng các nhà cung cấp ống kính máy ảnh như Lagent và Sony Optical Technology cũng hy vọng sẽ sớm chuyển hàng cho Huawei trước ngày 14 tháng 9. Để đáp ứng thời hạn, một số nhà cung cấp thậm chí có thể giao các sản phẩm theo dạng nửa thành phẩm chưa được kiểm tra hoặc lắp ráp, bởi tất cả những cái tên lớn vừa nêu đều ít nhiều sử dụng công nghệ và phần mềm của Mỹ. Và ai cũng rõ, nguồn cung ứng linh kiện cho smartphone quan trọng như thế nào. Không có chúng đồng nghĩa với việc không có smartphone. Huawei, sự ảnh hưởng từ ngày 15 tháng 9 năm 2020, liệu sẽ rút khỏi thị trường smartphone? Trong quý 2 vừa qua, Huawei đã vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới. Họ có thể sẽ xuất xưởng khoảng 195 triệu đơn vị trong năm nay, theo nhà phân tích Jeff Pu của GF Securities. Nhưng nếu chính quyền Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường, con số này có thể giảm xuống chỉ còn 50 triệu chiếc vào năm 2021, tức giảm đến 75%, một con số đáng báo động. Một trong những thành phần quan trọng bậc nhất, chip hỗ trợ 5G dự kiến sẽ hết vào quý 1 năm 2021. Qua MyFishGuy, nhà phân tích Minchiko của TF International Securities đã nhận định Huawei sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực đối với hai yếu tố. Một là khả năng cạnh tranh, hai là thị phần. Trong trường hợp tốt nhất, thị phần của Huawei giảm sút. Nhưng ở chiều ngược lại, tức là trường hợp tệ nhất, Huawei buộc phải rút khỏi thị trường smartphone, theo nhận định từ nhà phân tích Minchiko. Và đó là tất cả trong ngày hôm nay. Tất nhiên nó sẽ chỉ dừng lại ở những con số và chỉ là những cái dự đoán bởi những chuyên gia mà thôi. Và dự đoán ấy, thì sẽ chỉ là dự đoán bởi vì đó là tương lai. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này thì đừng quên là comment bên dưới. Còn để thấy hay thì hãy cân nhắc like video và subscribe channel để đón chờ những bản tin công nghệ chất lượng hơn nữa trong lần tới nhé. Mình là Hoàng, đây là TechMag Việt Nam. Hẹn gặp lại.